Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, đến nay ít nhất đã có 10 người đã thiệt mạng và 3 người mất tích trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhiều trận bão đã ập đến Hồ Nam kể từ đầu tháng này. Một số trạm quan trắc đã báo cáo lượng mưa ở mức lịch sử. Khoảng 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh miền núi, nông thôn, trong khi hơn 2.700 ngôi nhà bị hư hại hoặc sập hoàn toàn. Kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày 15 tháng 8, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam năm nay đã tăng hơn 20% so với mức trung bình kể từ khi bước vào mùa lũ, đặc biệt kể từ ngày 8 tháng 8, cao gấp đôi so với những năm trước. Tính đến ngày 16 tháng 8, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh Hồ Nam đã lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về nhiều trận mưa như chút nước sẽ xảy ra ở Quảng Tây và các tỉnh lân cận như Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Vân Nam theo Tân Hoa Xã. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng mùa hè, đặc biệt ở các khu vực miền Trung và miền Nam. Trận lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc. Lũ lụt tiếp tục gây ra tàn phá ở các thành phố và khu vực nông thôn ở miền Trung Trung Quốc vào sáng sớm ngày 12 tháng 8, giết chết người dân khi họ còn đang ngủ. Nước lũ dâng cao tới 3,5 mét tại thị trấn Liulin của tỉnh Hồ Bắc sau trận mưa lớn bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Trận mưa xối xả khiến hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị hư hại, với 221 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Các nhà chức trách cho biết đã có 21 người bị thiệt mạng cùng với 4 người mất tích. Một nhà phân tích nói với The Epoch Times rằng, con số đó có thể không phản ánh tổng số thương vong thực tế vì chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thường cắt giảm số liệu khi báo cáo thấp về thương vong do lũ lụt. Một người dân thường họ Lý cho biết còn rất nhiều người bị chết nữa. Trao đổi với The Epoch Times, anh nói rằng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Một nhân viên cứu hộ dân sự nói với The Epoch Times rằng số người chết thực sự vẫn chưa được biết. Nước lũ lên quá nhanh, lên tới hơn 3 mét, hiện chúng tôi đang làm sạch lớp bùn dày. Vào lúc 22 giờ đêm ngày 11 tháng 8, cơ quan khí tượng địa phương đã ban hành báo động đỏ nghiêm trọng nhất ở Lưu Lâm với lý do mưa cực lớn đổ bộ khu vực. 5 giờ sau, một trận lũ quét qua thị trấn khi người dân nơi đây còn đang ngủ, các tầng đầu tiên của tất cả các tòa nhà dọc theo một con đường ở trung tâm thị trấn đã bị nhấn chìm ngay sau đó. Một chủ cửa hàng họ Chu thuật lại, chỉ nửa giờ trước khi lũ lụt xảy ra, chính quyền đã bắt đầu sử dụng loa phóng thanh của xe cảnh sát để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên, anh này phàn nàn rằng lời cảnh báo đã đến quá muộn. Trao đổi với The Epoch Times, ông chủ Chu nêu rõ nhiều người dân đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vào sáng ngày 12 tháng 8, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Anh Chu cho biết thêm, còi báo động của cảnh sát có thể đã không đánh thức được một số người do cơn mưa như chút nước. Anh ấy nhìn nhận nếu có thêm nhiều sĩ quan hơn có thể đánh thức người dân qua loa hoặc gõ cửa, nhiều người khác sẽ thoát khỏi trận lũ lụt. Anh nói, không còn gì trong cửa hàng của tôi bây giờ, tất cả đã biến mất cùng với lũ lụt. Mọi hộ gia đình đều bị thiệt hại, tôi không biết liệu mình có thể nhận được tiền bồi thường hay không. Anh Chu hiện đang trú ẩn tại một trường học. Trận lụt kinh hoàng đã làm hư hỏng nguồn cung cấp điện và các phương tiện giao thông bị ngừng trệ. Truyền thông nhà nước China Daily dẫn nguồn từ văn phòng khẩn cấp tỉnh cho biết, ước tính thiệt hại lên đến hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt theo mùa, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Với những trận mưa xối xả từ trung tâm đất nước đến tận Bắc Kinh, tháng trước, 12 triệu người ở một thành phố miền Trung khác là Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu lượng mưa lớn trong 3 ngày, tương đương với lượng mưa trung bình của một năm. Các nhà chức trách báo cáo có hơn 150 người chết vì lũ lụt, cùng 50 người mất tích. Người ta nghi ngờ dữ liệu chính thức về số người tử vong do trận lũ này, vì chính quyền đã phải điều động cả quân đội và cảnh sát để bảo vệ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đó là một đường hầm dài 2,5 dặm, khoảng 4 km đã bị ngập trong nước trong vòng 5 phút. Các nhà báo nước ngoài đưa tin về một đoàn tàu ngầm bị nhấn chìm trong trận lũ này, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc truy lùng và sách nhiễu. Chế độ độc tài này cũng đã bắt giam một nhiếp ảnh gia truyền thông nhà nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cấm người dân để tang những người đã bị chết đuối ở lối vào của một ga tàu điện ngầm. Dự báo sẽ có thêm mưa lớn trên khắp miền Đông và Nam Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam. Trung tâm Khí tượng Quốc gia của nước này cho biết vào ngày 14 tháng 8, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba cây cầu cổ có niên đại hàng trăm năm ở Trung Quốc bị hư hại,
sụp đổ do mưa lớn ở Trung Quốc. Cầu Thải Hồng được xây dựng từ cách đây 800 năm ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Nguyên, tỉnh Giang Tây, hôm 9 tháng 8 đã hư hại nặng do lũ quét. Cây cầu này tồn tại từ thời nhà Nam Tống, là một trong những công trình lịch sử mang ý nghĩa quan trọng của Trung Quốc. Hôm 15 tháng 8, cầu Trấn Hải ở huyện Shenxian, tỉnh An Huy cũng sụp đổ. Trấn Hải được xây dựng năm 1536, là cây cầu cổ xưa nhất trên địa bàn. Cây cầu được coi là di tích văn hóa nằm trong danh mục được bảo tồn ở Trung Quốc. Hôm 15 tháng 8, cư dân mạng Trung Quốc bị sốc khi xem video quay cảnh cầu Le Cheng ở huyện Jinde, tỉnh An Huy bị mưa lũ gây hư hại nặng. Cây cầu được xây dựng năm 1543 từ thời nhà Minh, tính đến trước khi bị mưa lũ phá hủy đã tồn tại được 477 năm. Việc ba cây cầu lịch sử bị sụp đổ, hư hại nặng chỉ trong chưa đầy một tuần đã khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Tờ China Daily, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh bình luận: "Thật đau buồn khi nhìn thấy ba cây cầu cổ xưa này, từng trụ vững qua nhiều trận bão, nay đã bị lũ quét khuất phục." Tình cảnh mưa lũ hiện vẫn diễn biến phức tạp ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc. China Daily thẳng thừng chỉ trích cơ quan bảo vệ di tích văn hóa và chính quyền địa phương vì không làm tròn trách nhiệm. Lũ lụt là thảm họa thiên nhiên, nhưng không vì thế mà các cơ quan địa phương không phải chịu trách nhiệm cho các sự kiện tồi tệ trên, China Daily báo viết. Theo China Daily, những cây cầu cổ này lẽ ra phải được bảo vệ đặc biệt, nhưng suốt một thời gian dài phải chịu tải trọng vượt mức thiết kế do đô thị hóa nhanh chóng ở các khu vực lân cận. Nước sông dâng cao tạo thành lũ quét càng khiến cây cầu cổ xưa chịu áp lực lớn. Cuối cùng, tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã làm xói mòn các cột trụ của cầu, China Daily viết. China Daily báo coi việc ba cây cầu sụp đổ trong vòng chưa đầy một tuần là tổn thất vô cùng lớn, đề nghị chính quyền địa phương phải có phương án sửa chữa, gia cố, khôi phục hiện trạng, cũng như đánh giá trên địa bàn có những cây cầu cổ nào có nguy cơ để kịp thời ứng phó. Công nghệ xây dựng ngày nay đã rất tiên tiến, có thể được áp dụng để giúp bảo vệ những công trình lịch sử này, China Daily viết. China Daily báo cho rằng, chính quyền địa phương phải xây thêm một cây cầu hiện đại song song với cầu cũ để giảm tải, cũng như biến những cây cầu cổ làm nơi chuyên phục vụ du lịch. Kính thưa quý vị, theo dự báo mới nhất của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đại lục, bão Tali đã đổ bộ vào bờ biển từ phía đông đảo Hải Nam đến phía tây Quảng Đông vào đêm ngày 15 tháng 8, và có thể trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đại lục trong năm nay. Tại Hồng Kông, đài quan sát đã thay đổi tín hiệu gió mạnh số 3 vào lúc 5 giờ 40 phút sáng ngày 16, cho thấy Tali đã mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng và tốc độ gió trung bình dự kiến là 41-62 km/h. Tờ The Paper và các phương tiện truyền thông đại lục khác đưa tin vào ngày 16 tháng 8 rằng, theo dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, bão Tali sẽ di chuyển theo hướng Tây và Bắc với tốc độ 10-15 km/h và đổ bộ vào bờ biển từ phía đông đảo Hải Nam đến phía tây Quảng Đông vào đêm ngày 16 tháng 8. Nó trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong năm nay. Bão Tali sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ trong ngày 18, sau đó có xu hướng đi vào vùng biển Quảng Tây. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tali, từ ngày 16 đến ngày 19, có mưa to hoặc rất to ở Nam Vân Nam, Trung và Nam Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Nam Hồ Nam, Giang Tây, Tây và Nam Phúc Kiến, Trung và Nam An Huy, Giang Tô, Tây Chiết Giang và Đông Nam Tây Tạng. Trong số đó có mưa bão lớn ở các vùng phía Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam và Đông Nam Vân Nam, bờ biển phía Tây Nam Quảng Đông, bờ biển phía Nam Quảng Tây, miền Trung và phía Bắc đảo Hải Nam có mưa lớn. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đại lục đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam vào lúc 1 giờ chiều ngày 15, đồng thời cử một nhóm công tác đến Quảng Đông để hỗ trợ và hướng dẫn phòng chống bão tại địa phương. Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 để đề phòng chống lũ lụt ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và Vân Nam vào lúc 4 giờ chiều ngày 15. Tổ công tác đã đến Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và các nơi khác để hỗ trợ công tác phòng thủ, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng cường quan trắc nước mưa, dự báo và cảnh báo sớm. Đài quan sát Hồng Kông cho biết trong vài giờ qua, Tali đã có dấu hiệu mạnh lên, tùy thuộc vào sự thay đổi về sức mạnh của Tali và khoảng cách giữa khu vực gió liên quan và cửa sông Châu Giang. Cơ quan này sẽ đánh giá xem có cần thiết phải đổi tín hiệu gió giật cấp 8 hoặc bão từ nửa đêm đến rạng sáng mai. Nếu Đài Thiên văn Hồng Kông phát tín hiệu báo bão số 8, nhiều cửa hàng trong chợ nói chung sẽ đóng cửa và các trường học sẽ tạm dừng các lớp học.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!